Đúng không ạ? Và để tiếp nối chương trình, xin được trân trọng kính mời bước lên sân khấu anh Vương Tú. Vâng, xin trân trọng kính mời anh Vương Tú cùng bước lên sân khấu để thể hiện ca khúc của mình. Hôm nay là ngày vui của hai bạn, xin gửi tới hai bạn lời chúc cho các bạn đàn ông hạnh phúc. Và xin gửi tới hội huân chương một nhạc phẩm J-Mix được mang tên Anh Nói Em Nghe Này. Anh nói em nghe này, em đừng như thế nữa. Anh nói em nghe này, em đừng so sánh chi. Dù cho bao người ta có giàu sang thế nào thì em mới chưa chắc sẽ yêu em bằng anh. Anh nói em nghe này, em đừng như thế nữa. Anh nói em nghe này, cuộc đời cùng mấy kỳ. Vì con đôi bàn tay anh sẽ làm tất cả. Chỉ cần được bên em, anh chẳng ngại điều chi. Người ta thường nói đừng vội bắt hình dáng, nhìn người hãy nên nhìn sâu vào tấm lòng. Tiền là phù du, dẫu rằng anh hơi thiếu, nhưng anh rất giàu tình cảm dành cho em. Người ta thường nói đừng tìm người bánh bao, dù anh xấu trai nhưng anh vẫn thật lòng. Cần người chở che, chuyện này anh dư sức, anh chỉ cần em sẽ bên em suốt đời.